Rap một chút về đời thường, 9 trên 12 là con số tao tới trường. Tao không phải dạng là học thức cấp cao, ưu điểm đạo đức để thế mà áp đảo. Đối nhân xử thế như nghĩa sống hàng đầu, khẩu Phật tâm trà trước mà tao nên đầu hàng nè. Mày đừng ngụy biện sống đạo vẻ thanh cao, nhưng sau lưng tao vì đồng tiền đấu tranh nhau. Đủ ăn đủ mặc sức khỏe như đại gia, sao mày là sở thích chứ không muốn làm đại ca. Tao luôn chào đón em muốn bể là nhà, có đi ngang Mỹ Tho cứ alo tao nhá. Anh em là tôi thủ là đầy ba tao chắc, còn tụi mày là phần thủ lúc ba đánh ngang tao thách. Ai còn cánh gió có chừng nghe tăng tốc độ tỉnh ngộ, sống như tao giờ mày bớt khổ. Tao luyến lái nhạc tình thì có vẻ nó sai sai, nhưng nghe con beat rap này thì lại thấy nó hay hay. Tao nhắc bị đắng ly cà phê, cảm giác thấy hơi say say. Mày nếu thấy cùng quan điểm thì bắt tay nó say hay. Tao đại hội ốp lúp rồi hô hào mãi mãi là anh em, cho đến khi ông can ập tới cô mới diễn hài cho thiên hạ đang xem. Cái thứ chó ghẻ mới được mọc lông mà cứ tưởng chim còng nó đang xảy cánh. Báo cha báo mẹ rồi đi báo đời, cái thứ mất dạy đáng bị trời đánh. Đúng rồi. Mày tưởng con nhạc đến đây là hết rồi à? Nghe cuộc đời và xã hội này giặt mày thêm một lần nữa nè. Tao đéo phải kêu anh hùng vàng phím, khi tao on mic thì kỳ sĩ tay cầm kiếm. Ngồi trên kỳ lân tao ngang dũng cảm uy phong. Mày ngồi trên lưng ngựa thu mất đồ thứ uy không. Tụi ai đồ xấu lột mở miệng ra mày tung hô. Có bị phù hợp với mày ở viện dưỡng lão là đi bờ đứt rồi bưng vô. Idol ơi idol, idol dám thề là người xưa không gian lận. Bán đồ phát nói riêu lừa đảo mà ai đụng tới là thù quán căm hận. Thế phối qua được cái ải tử thần rồi chém gió xấu lột nói thành công. Anh hùng cha tranh đi bằng đôi chân nghị lực, luôn trung thực mới thành công. Trời ơi, nãy giờ nằm mơ gắt á trời. Ô, mô Phật, mô Phật, mô Phật, coi như không có nói gì nha.